Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta, dhammasavanakalo ayam padanta, dhammasavanakalo ayam padanta. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử, những sự kiện này đó quý vị có thể tìm thấy, thứ nhất là trong kinh Đại Bạc Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh, và cũng có thể tìm thấy ở trong tiểu phẩm của Tạng Luật. Như vậy trong Tạng Kinh và trong Tạng Luật đều có ghi lại những sự kiện xảy ra sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Và sự kiện hôm nay đó nói đến thái độ và quyết tâm của Ngài Mahakasyapa. Ngài Mahakasyapa là một vị đại đệ tử của Đức Phật, đứng đầu về hành Đâu Đà. Ngài xuất thân là một người trong một cái gia đình rất là giàu có, và Ngài cũng có một cái phước báo. Là Ngài vốn là một người sinh ra từ trước cái kiếp cuối cùng, trước khi mà Ngài sinh ra làm người làm đệ tử đại đệ tử Đức Phật và chứng quả là hạng đó, thì Ngài là một người, một chúng sanh ở trên cõi phàm thiên. Và do Ngài đã có một cái quá trình hành thiền ly dục rất là lâu dài, cho nên ngay cả khi mà sinh ra làm một người thì Ngài vẫn có một cái tấm rất là xả ly, tấm mà không hề dính mắc vào chuyện tình cảm thế gian. Và từ nhỏ là Ngài đã không muốn chuyện lập gia đình rồi, nhưng mà vì cha mẹ Ngài là muốn cho Ngài có vợ có con để mà nối dòng nối dõi, cho nên là họ tìm cho ra cho Ngài một người, và đặc biệt là Ngài là một người có cái nước da vàng ròng, sáng như vàng ròng. Gia đình thì giàu có, nước da thì sáng, tướng mạo trang nghiêm, đặc học giỏi, và đặc biệt là một người sống rất là đức hạnh. Và khi người ta khi mà người nhà đi tìm một cái người, tìm ra cho Ngài được một người vợ đó, thì không ngờ rằng khi mà hai người gặp nhau, cưới nhau về đó, thì biết rằng người vợ của Ngài cũng là một người thích sống đời sống phàm hạnh và không thích cái chuyện thế tục. Và vì vậy cho nên hai người sống với nhau như là bạn đạo. Và họ quyết định là sau khi cha mẹ qua đời đó, thì họ phân phát hết tất cả tài sản cho người nghèo. Và thời bấy giờ đó thì ngài Mahakasyapa, Ngài đi xuất gia. Và thì khi mà Ngài đi xuất gia đó thì Ngài gặp được Đức Phật. Đức Phật ngay khi đó biết được là Ngài Mahakasyapa là vừa mới xuất gia và là một người có căn cơ trình độ, cho nên là Đức Phật đã đi con đường mà Ngài Mahakasyapa đi tới, và Ngài đã thuyết pháp. Và ngay trong thời pháp đầu tiên thì Ngài Mahakasyapa đã xin Đức Phật xuất gia trở thành vị đệ tử. Và khi mà Ngài vào tu tập đó, thì Ngài nổi tiếng là người tu tập hành Đầu Đà rất là nghiêm túc. Ngài sống rất là khổ hạnh. Ý của Ngài đó thì Ngài dùng ý mà lượm những cái tấm vải ở trong nghĩa địa và Ngài may lại và rắc rưới và cụ kỹ. Thì Ngài và những cái người mà rồi cái đời sống của Ngài thì Ngài cũng rất là khó. Về bản thân Ngài đó, Ngài sống rất là nghiêm túc, rất là khắc kỷ. Ngài chẳng hạn như Ngài không bao giờ nằm, Ngài chỉ ngồi thôi. Không bao giờ là Ngài đi khất thực ở những nhà giàu, mà Ngài chỉ khất thực ở những nhà nghèo. Đặc biệt là những cái người mà càng nghèo khổ đó thì Ngài lại càng cố ý tới để mà khất thực ở những gia đình đó, bởi vì Ngài thấy rằng là họ vì không biết bố thí mà họ rất là nghèo khổ. Mà nếu như họ càng không bố thí thì họ càng nghèo hơn. Cho nên là Ngài cố ý đi đến những cái nhà nghèo. Mà quý vị biết những nhà nghèo mà đã nghèo rồi mà ở Ấn Độ nữa đó, thì thức ăn của họ rất là nghèo, thậm chí họ không có đủ ăn nữa. Cho nên khi mà Ngài muốn họ phát tâm đó, thì họ cũng phát tâm những cái thức ăn cũng rất là ít ỏi và cái chất lượng cũng rất là kém. Nhưng mà Ngài với cái nguyện của Ngài, Ngài biết rằng với cái sự tu tập, với cái thành tựu của Ngài như vậy mà để cho những cái người nghèo mà giáo giếng đó, thì họ sẽ có được những cái kết quả rất là phước báo, rất là thu thắng. Và
Ngài có một cái phước đó là tức là cũng có một lần Đức Phật Ngài đã đổi y cho Ngài Maha Kassapa. Và đây là một cái trường hợp duy nhất ở trong lịch sử khi mà có một lần đó, thì vì Ngài Maha Kassapa đó, Ngài xuất thân từ một gia đình rất là giàu có, cho nên khi mà Ngài đi xuất gia đó thì Ngài đầu tiên thì Ngài cũng đắp một cái tấm y vải rất là mịn. Và khi mà Ngài gặp Đức Phật đó, thì Ngài thấy y của Đức Phật thì rất là cũ kỹ, cho nên Ngài tỏ ý là Ngài muốn dâng cái tấm y đẹp vải mịn màng của Ngài cho Đức Phật. Thì khi Đức Phật Ngài nhận cái ý đó, và Ngài thay vì chỉ nhận không, thì Đức Phật Ngài lại đổi cái tấm y cũ của Ngài cho Ngài sợ cho Ngài Maha Kassapa. Có lẽ cũng vì cái nhân duyên này cho nên là trong thiền tông sau này thì người ta nói rằng Ngài Maha Kassapa là người được Đức Phật truyền ý bát thật, và trở thành vị tổ thứ hai sau tổ mình nữa, nói về tổ đó tức là vị tổ đầu tiên. Nhưng mà thật sự ra đó thì trong trong kinh điển Pali đó thì mình không thấy nói tới cái ý Đức Lơ, cái ý là Đức Phật chỉ định Ngài Maha Kassapa sẽ thay Ngài để lãnh đạo tăng đoàn. Bởi vì có một lần trong bài kinh Đại Đạt Niết Bàn đó thì Ngài Ananda có hỏi Đức Phật là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì chúng con biết nương tựa vào ai, ai sẽ là thầy của chúng con. Thì Đức Phật Ngài trả lời rằng đó là hãy nương vào pháp và luật mà ta đã ban hành, chính pháp và luật là thầy của các vị. Vì vậy cho nên là Ngài không có cử ra một cá nhân nào thay Ngài để lãnh đạo tăng đoàn. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì những vị đại đệ tử của Ngài như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiên Liên, hai vị đại đệ tử bên cạnh tay mặt và cạnh tay trái của Ngài đó thì đã viên tịch trước Đức Phật rồi. Lúc bấy giờ thì trong hàng ngũ các vị đại đệ tử còn lại đó thì Ngài Maha Kassapa là Ngài là về đức độ, về tuổi hạ là xứng đáng là bậc trưởng lão, là bậc huấn trưởng cho các vị tỳ kheo. Và đặc biệt là Ngài là một người tu hành rất là nghiêm túc. Và lúc bấy giờ đó, khi mà Đức Phật Ngài nhập diệt ở Kusinaga, lúc bấy giờ thì Ngài Maha Kassapa thì Ngài đang đi du hóa, chứ đang đi du hóa ở trên đường. Và Ngài biết rằng là Đức Phật đã sắp, vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng 3 tháng nữa Ngài sẽ diệt độ. Cho nên cái việc mà Đức Phật qua đời không phải là một việc bất ngờ hay đột ngột đối với chư tăng. Thì tất cả các vị tỳ kheo đó đều biết rằng là vào ngày tháng đó Đức Phật Ngài sẽ nhập diệt. Tuy vậy lúc bấy giờ thì Ngài Maha Kassapa Ngài cũng đang trên một cái cuộc hành trình đường rất là dài. Ngài đi từ Pava và đi về Kusinaga. Ngài cũng có ý định là sẽ đến Kusinaga để gặp được Đức Phật, nhưng mà không kịp. Ngày xưa đó đường đi có khi rất là khó khăn. Thành ra khi mà Ngài đi mà giữa đường đó, thì Ngài đi cùng với 500 vị tỳ kheo. Và đang ngồi nghỉ mệt ở bên gốc cây đó thì Ngài thấy có một vị đạo sĩ lọa thể cầm một cái nhánh hoa, mà nhánh hoa đó rất là đặc biệt, hoa mandarava, tức là mình hay phiên âm là hoa màng đa la. Hoa này đó là không phải là hoa của trái đất, mà tương truyền đó là hoa của chư thiên, mà ở các cõi trời đó người ta hái xuống, người ta rải hoa để cúng dường Đức Phật khi Ngài nhập diệt. Thì khi mà Ngài Maha Kassapa Ngài thấy cái vị đạo sĩ lọa thể này cầm cái nhánh hoa màng đa la đó, thì Ngài thấy Ngài hỏi rằng là ông đi từ đâu tới, ông có biết cái tin là về bậc đạo sư của chúng tôi không? Thì vị đạo sĩ này trả lời là biết, tôi có biết, bởi vì Sa môn Cô Đàm đó thì đã nhập niết bàn được 7 ngày rồi, và vì vậy cho nên là tôi mới nhặt được cái hoa này ở cái chỗ ở Kusinaga. Thì khi mà nghe tin Đức Phật nhập niết bàn rồi thì có một số các vị tỳ kheo trong số 500 vị cùng đi với Ngài Maha Kassapa đó, thì có rất là nhiều vị do chưa có chứng đắc được đạo quả, chưa có diệt hết ái dục, vẫn còn cái sự tiếc nuối thương cảm, cho nên có nhiều vị khóc lóc, có vị thì ngã xuống lăn qua lăn lại và khóc và than rằng là đức Thế Tôn Ngài nhập niết bàn quá sớm, và Ngài chúng ta không còn thầy nữa, chúng ta thật là cô đơn, thật là khổ sở. Thì khi mà những cái vị tỳ kheo mà khóc lóc như vậy á, thì Ngài Maha Kassapa Ngài khuyên can, Ngài khuyên giải, Ngài nói rằng là các sư đệ cũng đừng có buông rầu, đừng có than vãn nữa, bởi vì Đức Phật Ngài cũng đã từng khuyên chúng ta rồi, tất cả các pháp đều là vô thường,
thì có cái gì có sinh thì cái đó có diệt thôi. Thì chuyện này thì cái chuyện đương nhiên phải xảy ra. Mình mà đã tu tập thì mình phải hiểu cái nguyên lý đó, cho nên không có gì mà phải khóc lóc hết. Thì khi mà trong số những người khóc lóc đó, đó thì lại có một vị tên là Suphaddha. Suphaddha thì quý vị nên nhớ rằng có hai vị tên Suphaddha trùng nhau. Một cái vị Suphaddha mà đến xin Đức Phật mà xuất gia vào cái giờ phút cuối cùng khi Đức Phật ngài sắp nhập Niết Bàn là người khác. Còn cái vị Suphaddha này đó thì đã xuất gia trước đó, nhưng mà vị này xuất gia khi đã lớn tuổi rồi, đã già rồi mới vào xuất gia, cho nên cái sự tu tập thì cũng chưa có được chín chắn lắm. Cái thể nhiệm, cái ô nhiễm của đời thì còn nhiều hơn là những cái mà phàm hành được khung tập ở trong cái đời sống xuất gia. Cho nên cái vị tỳ kheo tên là Suphaddha này đó thì thấy những cái vị bạn mà bạn của mình khóc lóc vì Đức Phật qua đời đó, thì vị này mới nói: vì sao mà quý vị mà phải buông rau khóc than làm gì, bây giờ là mình tự do rồi. Ngày xưa mà khi con Đức Phật ngài con tài thế đó, cái ngài từ cấm đoán mình chuyện này được làm chuyện kia không có được làm, rất là bị bò gò bỏ, rất là ràng buộc. Bây giờ đó mình muốn làm gì thì mình làm, không còn ai phải la rầy nữa, thành ra có gì mà phải khóc than. Thì khi mà ngài Mahakassapa mà nghe được cái lời nói mà có cái tính cách là phóng túng và nguy hiểm của tỳ kheo Suphaddha đó, thì ngài quyết định rằng đó là phải có một cái kế tập kinh điển để ghi lại tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy, để từ đó chư tăng phải nhất thiết tuân hành theo một cách là nghiêm túc, chứ không phải là trước đây Đức Phật con thì muốn làm gì thì phải theo Đức Phật, con bây giờ thì muốn làm gì thì làm. Đây là một cái thái độ rất là rất là phóng túng, rất là tự do và rất là nguy hại, không những là cho bản thân của cái người này trong cái sự tu tập của họ, mà ngay cả ảnh hưởng tới giáo pháp, cái tuổi thọ của giáo pháp nữa. Bởi vì trước đó, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì cũng đã có trường hợp của Mahavira là vị giáo chủ của đạo Jain, tức là đạo Kina. Khi mà vị này đang còn sống á, thì các vị đệ tử họ rất là đoàn kết, rất là mạnh và tôn đạo Kina cũng rất là phát triển. Nhưng mà sau khi Mahavira qua đời thì người ta mới tranh cãi nhau, điều này là đúng, điều kia là sai. Và từ cái tranh cãi đó người ta chia rẽ, người ta phân phải ra, và đạo Kina trở nên rất là yếu. Thì ngài Mahakassapa thấy rằng nếu như mà khi Đức Phật ngài đã nhập diệt rồi, không còn ngài tồn tại trên đời nữa, mà không có một cái việc làm là tổng kết lại tất cả lời dạy của ngài để không được thêm bớt, không được tranh cãi, đó là một cái điều rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là ngài tập hợp tất cả. Khi đó ngài về tới Kushinaga và ngài tham dự vào trong cái lễ trà ti của Đức Phật. Và sau khi mà lễ trà ti xong đó thì ngài tập hợp các vị tỳ kheo, các vị trưởng lão, và ngài kể lại câu chuyện là trên đường đi ngài trở về như vậy, có các vị tỳ kheo khóc lóc như vậy, rồi có tỳ kheo Suphaddha đã phát biểu như vậy. Cho nên là ngài thưa với các vị trưởng lão đó là phải nên tổ chức một cái buổi, một cái việc trung tùng pháp và luật trước khi mà điều phi pháp được phát triển và pháp bị bỏ quên. Và trước khi những kẻ mà nói về phi pháp trở nên mạnh và những người nói về pháp yếu đi, rồi trước khi những kẻ nói về phi luật trở nên mạnh và những người nói về luật yếu đi. Đó là những cái câu mà được trích từ trong tiểu phẩm, tức là Chulavaka của Tạng Luật. Đây là cái mục đích mà vì sao mà ngài Mahakassapa ngài kết tập Tam Tạng, kết tập kinh pháp và luật. Bởi vì ngài biết rằng có một cái nguy cơ sau này đó, những điều phi pháp, tức là những điều không đúng với chân lý, không phải do những điều do Đức Phật dạy, nó sẽ phát triển. Ngược lại, pháp, tức là những gì đúng với chân lý, những gì được Đức Phật dạy thì lại bị bỏ quên. Rồi những điều đó, phi luật, tức là không phải là luật do Đức Phật chế, lại được phát triển. Còn luật, tức là những điều do Đức Phật chế thì sẽ bị bỏ quên. Và ngài thấy rằng cái điều đó rất là nguy hại. Vì vậy cho nên là ngài thỉnh các vị trưởng lão là nên tổ chức một kỳ kết tập Tam Tạng, kết tập kinh điển, kinh luật như vậy. Thì các vị trưởng lão đồng ý và đề nghị ngài là hãy tuyển chọn các vị xứng đáng. Và ngài Mahakassapa ngài quyết định rằng là nên tuyển chọn những vị toàn là những vị chứng đắc A La Hán. Lúc bấy giờ là 500 vị. Thì trong đó thì có trường hợp đặc biệt là trường hợp của ngài Ananda. Ngài Ananda là người đệ tử giả của Đức Phật, đã theo Đức Phật suốt 20 năm trời.
và là người có trí nhớ tuyệt vời, đã từng nghe thuộc lòng rất nhiều bài kinh, người thuộc nhiều kinh nhất ở trong tăng đoàn thời bấy giờ. Tuy ngài Ananda chưa có chứng đắc đạo của A La Hán, nếu như có người đó, khi mà người ta có người sẽ đọc tại đây nói rằng là do ngài Ananda chưa có được thọ giới cho nên không có được chấp nhận. Thật ra nếu như khi mà mình đọc kỹ đó ở trong tiểu phẩm đó, thì các vị tỳ kheo đã nói với đại đức Mahakasapa đó là tuy là ngài Ananda là bậc hữu học, tức là ngài chưa có chứng đắc đạo của A La Hán đó, nhưng mà ngài không thể nào bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi, và vì ngài thuộc lòng nhiều pháp và luật từ Đức Thế Tôn, cho nên xin trưởng lão hãy tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. Và như vậy là đại đức Mahakasapa cũng tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. Như vậy là ngài đã được tuyển chọn rồi, chứ không phải là ngài bị bỏ rơi ra. Tuy vậy đó, ngài thấy rằng trong một cái hội nghị mà toàn bộ các vị 499 vị kia toàn là A La Hán, mà một mình còn sót lại là một vị chỉ là thánh nhập lưu thôi đó, thì cái điều đó đáng buồn. Cho nên bản thân ngài cố gắng, từ mình cố gắng nỗ lực để tu tập. Và vì vậy cho nên trước khi hội nghị được mở ra thì ngài đã chứng đắc đạo của A La Hán. Đó là nỗ lực về phần cá nhân của ngài Ananda. Tuy nhiên nếu như ngài không có chứng đắc A La Hán thì ngài vẫn được đặc cách, bởi vì ngài là một người có cái đức hạnh rất là tốt. Sợ gì ngài mà chưa có chứng đắc đạo quả đó là bởi vì ngài quá bận rộn công việc làm hầu hạ cho Đức Phật thôi. Còn trong đời sống hàng ngày đó thì ngài biểu lộ ra là một người rất là ít tham, ít sân, ít si, ít phiền não, ít sợ hãi. Và các vị tỳ kheo đều công nhận như vậy, cho nên người ta mới thưa với trưởng lão Kassap Mahakasapa là chấp nhận cho ngài, và ngài đã được chấp nhận. Vì vậy là giờ phút cuối ngài vẫn chứng đắc đạo của A La Hán. Và cái công cái việc tiếp theo đó, khi mà đã quyết định, thứ nhất là quyết định chọn, việc quyết định là phải trung tín pháp luật. Thứ hai là quyết định thành phần tham dự là 500 vị, toàn bộ là những vị đã chứng đắc A La Hán. Thứ ba là quyết định địa điểm, nơi nào sẽ là nơi thích hợp để mà kết tập tam tạng. Thì cả vị trưởng lão quyết định rằng đó, thành Ratchagaha, tức là thành vương xã. Thành vương xã là thủ đô của nước Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là Magadha. Lúc bấy giờ đó là một cái thành phố, đó là một cái nơi rất là có tiềm năng về Phật thực, có nhiều chỗ trú ngụ. Vì thành phố đó là thủ đô của một nước, cho nên giàu có, dân chúng cũng có đức tin, ngay cả vua cũng là người có đức tin. Thành ra đó là như vậy, thành vương xã là nơi rất là thích hợp. Và như vậy chư tăng sẽ an cư mùa mưa ở trong thành vương xã. Và 500 vị được tuyển chọn đó sẽ an cư ở trong thành vương xã này. Và những vị tỳ kheo khác, những vị mà không được tuyển chọn thì sẽ không được tới an cư mùa mưa ở trong thành vương xã. Và sau khi quyết định là cái địa điểm thích hợp, tức là thành vương xã, và cái nơi mà chính xác đó được gọi là hang thất diệp. Chữ thất diệp ở đây đó, chữ thất đó là bảy, diệp là ngọn lá, tiếng Pali là Sattapanni. Thì Sattapanna đó, thì chữ Satta là bảy và Panna là ngọn lá. Nếu như mà quý vị biết là cái thất diệp đó ở Ấn Độ hiện giờ vẫn còn rất là nhiều, và nó trùng hợp á, nó cũng chính là nó là cây hoa sữa, ở Hà Nội có rất là nhiều mà hình như ở Sài Gòn cũng có. Sợ gì mà cây đó được gọi là thất diệp á, bởi vì cái ngọn lá của cây thất diệp đó đó, nó có bảy cái, trên một cái cuộn lá nó có xuất hiện bảy cái cạnh lá. Phần lớn là những cái cây ở bên đây đó, cái cây Sattapanni ở đây thì cây nào nó cũng là bảy lá cả. Còn bên hoa sữa ở bên Việt Nam thì hôm trước đó, khi mà đi ra ngoài Hà Nội để ý đó, thì thấy có khi là 8 lá, 9 lá, cũng có khi 7 lá. Nhưng mà nói chung cái tên Sattapanni là tên của cái cây và tên cái rừng, cái đồi. Nếu như quý vị mà đi qua tới cái hang thất diệp thì thấy nó ở trên một cái đồi cả khá cao, và trên đó có nhiều cái cây Sattapanni. Vì vậy cho nên cái hang, có một cái hang, trong cái hang đó có thể chứa được 500 vị tỳ kheo. Và khi mà các vị tỳ kheo mà vào trong hang rồi đó, thì những người không hề không có một cái sự quấy nhiễu từ bên ngoài, âm thanh không có những cái âm thanh ồn ào, vì đó là một cái ngọn đồi khá tách biệt, cho nên là không có bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
và rất là yên tĩnh. Và như vậy hang Thất Diệp ở thành Vương Xã đó là nơi mà được chọn để mà 500 vị tỳ kheo sẽ cùng nhau trung tùng pháp và luật trong cái mùa an cư mùa mưa. Và thời gian thì chính là cái an cư mùa hạ đầu tiên sau khi Đức Phật ngài nhập diệt. Và lúc đó là từ rằm tháng 6 cho tới rằm tháng 9. Và như vậy thì trong thời gian đó thì thời gian đầu đó, đầu tiên thì tháng đầu tiên là các vị phải để thời gian ra để sửa chữa những cái nơi bị hư hỏng, bởi vì trong cái hang đó đó cũng có khi nó bị rò rỉ hay là phải sửa sang cái chỗ ngồi cho nó bằng phẳng, rồi phải chuẩn bị những cái sự sắp xếp xung quanh cái việc mà để mà cái tập được mà tổ được diễn ra một cách rất là suôn sẻ. Thì bỏ ra một tháng đầu tiên để mà chuẩn bị như vậy, và vào tháng tiếp theo là rằm tháng 7 thì bắt đầu là có sự cái hội nghị trung tùng pháp luật bắt đầu. Thì sau đó đó thì khi vào trong hội chúng thì ngài Mahakasapa là vị chủ tòa, bởi vì lúc đó ngài là vị cao hạ nhất và cũng là người đứng ra triệu tập cái hội nghị triệu tập pháp và luật này. Và ngài thông báo đến hội chúng rằng trong hội chúng có hai vị, một vị là ngài Upali, là một người tinh thông về luật, đã từng được Đức Phật khen là người đề nhất về việc trị nhớ và trị luật. Và vị thứ hai là ngài Ananda, là người mà tinh thông về pháp. Trong kỳ tập tam tạng đầu tiên đó, thì mình ở đây không dùng cái từ tam tạng mà dùng cái từ là pháp và luật, là Dhamma và Vinaya. Có người cho rằng như vậy đó thì trong thời gian đầu không có, chỉ có pháp và luật, có nghĩa là chỉ có kinh và luật chứ không có nghĩa không có luận. Không nên hiểu là pháp ở đây có nghĩa là kinh, mà pháp ở đây đó là bao gồm luôn cả kinh và A Tỳ Đàm. Như vậy pháp và A Tỳ Đàm, kinh và A Tỳ Đàm, kinh và A Tỳ Đàm hay là kinh và tầng luận thì được gọi chung đó là pháp, và luật thì được gọi là luật, thành ra gọi là Dhamma Vinaya. Thì trong cái hội nghị đó, ngài Mahakasapa là người chủ tòa. Đầu tiên thì ngài hỏi ngài Upali về luật, thì ngài hỏi từng điểm một, chẳng hạn như cái luật của tỳ kheo thì có rất là nhiều phần. Thì đầu tiên là phần Parachika, tức là gọi là tức là cái giới trục xuất đó, giới đầu tiên điều nặng nhất. Thì ngài sẽ hỏi là đầu tiên là cái giới đầu tiên Parachika là giới gì, được quy định ở đâu, liên quan tới ai, liên quan tới sự việc gì, rồi sau đó đó nguyên nhân vì sao Đức Phật đặt ra giới này, rồi quy định ra sao, rồi sau đó có quy định thêm gì nữa, rồi như thế nào là phạm tội, như thế nào là không phạm tội. Rồi xong cái điều Parachika thứ nhất thì ngài hỏi tiếp ngài Upali về điều Parachika thứ hai, rồi xong đó thì điều thứ ba, thứ tư. Hết phần Parachika thì ngài hỏi qua tới phần Sankhadisesa, tức là phần tăng tàng. Và cứ như vậy ngài hỏi hết toàn bộ tàng luật. Và ngài, người hỏi là ngài Mahakasapa, và người trả lời là ngài Upali. Sau đó, đó thì khi mà cái phần tàng luật xong, đã được tất cả các vị 500 vị đó ngồi đó đó đều lắng nghe và đều ghi nhớ. Và từ đó đó thì ghi nhớ xong rồi đó thì cũng xong cái cơ xong. Và ngài Đại Đức Mahakasapa đó, ngài hỏi không những về luật của tỳ kheo thôi mà ngài còn hỏi luôn cả về luật của tỳ kheo ni nữa, và tất cả các câu hỏi đều được trả lời một cách đầy đủ. Và sau đó thì ngài Mahakasapa mới hỏi qua ngài Ananda về pháp. Thì về pháp đó thì ngài hỏi tuần tự những cái bài kinh, chẳng hạn như đầu tiên là về Trường Bộ Kinh. Thì như bài kinh đầu tiên là kinh Brahmachala, là kinh Phạm Vọng, thì ngài sẽ hỏi từ từ là ngài hỏi kinh Phạm Vọng được thuyết ở đâu, liên quan tới ai, và nội dung cái duyên khởi lý do vì sao, rồi trong kinh đó nội dung như thế nào. Rồi ngài Ananda tuần tự trả lời từng phần như vậy. Và sau đó ngài hỏi tiếp bài kinh thứ hai là kinh Samanyapala, là kinh Sa Môn Quả, cứ tuần tự như vậy. Và ngài hỏi đã hỏi hết năm bộ kinh Nikaya. Và sau khi mà cái kinh pháp và luật đã được trung tuyến xong rồi đó,
Thì khi đó ngài Ananda có thưa với các vị trưởng lão là vào khi mà Đức Phật ngài sắp niết bàn đó, thì ngài đã có dặn với ngài Ananda rằng là: này Ananda, khi mà ta không còn đó, nếu hồi chúng muốn thì có thể bỏ đi những điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Ở đây đó là một điều mà Đức Phật ngài là một người rất là tế nhị, và ngài biết trước rằng bởi vì trong khi mà ngài còn tài thế thì có những cái điều luật sẽ được thay đổi, có điều luật thêm, có những cái điều luật là phải thay ra, có khi thì phải trường hợp này phân tích ra, trường hợp này phạm tội, trường hợp kia không có phạm tội. Cho nên ngài cho các vị tỳ kheo có quyền thấy rằng những cái điều luật nào là nhỏ nhặt và ít quan trọng mà không có thích hợp thì có thể bỏ bớt đi. Thì lúc bấy giờ khi mà ngài Ananda thưa với các vị trưởng lão Đức Phật cho phép như vậy, thì ngài Mahakasapa là vị chủ tòa đó, ngài hỏi rằng là: này sư đệ Ananda, vậy thì ngươi có hỏi Đức Thế Tôn đó điều học nào được gọi là điều học nhỏ nhặt vậy quan trọng không? Thì ngài Ananda thưa rằng đó: dạ không, con không, thưa quý ngài là con không có hỏi điều đó. Thì khi đó trong hồi chúng đó, các vị tỳ kheo mới bàn nhau: vậy thì điều nào là điều nhỏ nhặt cái quan trọng? Thì có một số vị đó thì cho rằng chỉ có bốn điều bất cộng trụ là parachika đó là điều quan trọng thôi, còn tất cả những pháp có điều còn lại thì gọi là nhỏ nhặt vậy quan trọng và có thể lược bỏ. Nhưng mà một số vị khác á, thì cho rằng như vậy thì ít quá, những điều khác cũng rất là quan trọng. Cho nên một vị số vị khác nói rằng không những là bốn điều parachika quan trọng mà 13 điều sankhadisesa tức là tánh tăng cũng quan trọng, còn những cái điều khác còn lại mới là nhỏ nhặt. Nhưng mà một số vị khác á, thì lại nghiêm túc hơn nữa, cho rằng không những chỉ có bất cộng trụ và tánh tăng mới quan trọng mà ngay cả hai điều bất định tức là aniyata đó cũng quan trọng. Tôi có một số khác ấy, thì không đồng ý chỉ ba điều đó thôi, mà cho rằng không những là ba điều đó mà có thêm cả 30 điều về ứng xả đối trì tức là nisakiya pachitiya đó, những điều đó cũng rất là quan trọng, cũng phải nên giữ lại. Rồi một số khác thì cho rằng không những chỉ có ứng xả đối trì thôi mà ngay cả 92 điều ứng đối trì là pachitiya cũng phải giữ lại vì nó cũng rất là quan trọng. Rồi những vị khác nữa đó thì là cho rằng không những giữ thêm ứng độ trì mà ngay cả giữ thêm những cái pháp ứng pháp lộ tức là patidesaniya nữa. Thì khi mà thấy các vị tỳ kheo không có thống nhất nhau như vậy, thì ngài Mahakasapa đó khi đó mới thông báo đến hội chúng rằng, ngài nói rằng đó là: xin quý vị hãy lắng nghe tôi. Và ngài đưa một cái lý do rất là có lý. Ngài nói rằng đó có những cái giới luật của các vị tỳ kheo có liên quan tới cái hàng tài gia, hàng cư sĩ, và những người cư sĩ họ biết rằng á, là điều này các vị tỳ kheo làm được, những cái điều kia thì không có được làm. Họ biết rất rõ điều gì. Thời Đức Phật, vì có những cái vị cư sĩ họ rất là gần gũi với các vị tỳ kheo và họ biết rất rõ điều gì Đức Phật khuyết cho phép làm và điều gì Đức Phật không cho phép làm. Mà nếu như bây giờ đó mà chúng ta bỏ đi những cái điều học nhỏ nhặt vậy quan trọng đó, thì những người cư sĩ, có những người họ sẽ nói rằng á, là những cái điều mà Đức Phật khi mà ngài quy định á, thì những vị đệ tử của ngài chỉ giữ cho tới khi mà ngài còn sống thôi. Còn khi mà ngài hỏa táng xong và ngài mà qua đời rồi, hỏa táng xong rồi đó, thì họ bỏ đi, họ không có thực hành cái điều học đó nữa. Và như vậy đó thì họ sẽ có cái khái niệm, họ sẽ có một cái quan niệm, họ cho rằng là các đệ tử của Đức Phật không có tôn trọng ngài, và khi ngài còn thì thực hành những điều dạy của ngài, và khi mà ngài viên tịch rồi thì họ không có theo nghiêm túc như thời trước nữa. Vì vậy cho nên ngài đề nghị với hội chúng là nếu như mà hội chúng mà thấy thích hợp á, thì nên quyết định rằng là những gì mà Đức Phật đã chỉ định mình cứ giữ ý nguyên như vậy, không thêm vào một cái điều nào và cũng không bớt đi một điều nào hết. Tất cả những gì mà những điều học trước đây quy định như thế nào thì bây giờ cứ thọ trì, cứ thực hành như vậy. Thì đây là lời đề nghị của ngài Mahakasapa. Và ngài hỏi rằng là với cái đề nghị đó thì tất cả các vị tỳ kheo, các vị trưởng lão có đồng ý hay không? Thì nếu vị nào không đồng ý thì nói lên. Thì toàn bộ hội chúng 500 vị A-la-hán lúc bấy giờ đó thì đều quyết định rằng là không quyết định thêm một điều nào và cũng không bỏ bớt đi một điều nào
tất cả những cái giới bổn mà Đức Phật đã đặt từ cái thời ngài còn tại thế như thế nào đó thì cứ giữ nguyên như vậy. Thì đây là cái thái độ của ngài Maha Kassapa và cũng là quyết định của toàn bộ chư tăng, các vị thánh tăng 500 vị trong cái kỳ kết tập tăng tạng lần kết tập kinh điển lần đầu tiên. Thì bây giờ đó có nhiều người cũng cũng đặt cái vấn đề về cái quyết định này. Có người cho rằng đó là vì sao mà Đức Phật đã cho các vị tỳ kheo một cái quyền là có thể bỏ bớt những cái điều luật không có thích hợp, không có quan trọng, mà vì sao quý ngài lại từ gò bỏ mình, không có chấp, không có sử dụng cái quyền đó mà phải giữ nguyên những giới luật, mà có những giới luật thấy rằng ngày nay vẫn rất rất là khó để mà có thể giữ được. Mà thì quý vị cứ tưởng tượng đó, nếu như mà giả sử như mà cái những cái giới luật đó mà mình họ cứ thay đổi đó, mỗi thời đại mỗi thay đổi đó, thì cái quyết định có khi thì sẽ đúng đắn nhưng mà có khi sẽ không đúng đắn. Nếu như mà các vị toàn là những vị thánh tăng và họ có những quyết định sáng suốt và họ bỏ đi những cái điều không có quan trọng thật sự và họ họ quy định thêm những điều khác đó, thì những điều đó cũng đúng đắn đó, thì không định không nói làm gì. Nhưng mà giả sử như mà tới một cái thời mà toàn là những vị phàm tăng và họ cũng còn bị chi phối bởi tham sân si, thì có khi đó, họ thay đổi giới luật không phải là để tu hành tốt hơn, mà có khi họ thay đổi giới luật là để cho họ có một cái đời sống thoải mái dễ dàng hơn, và có khi là phóng túng hơn, có khi là thiếu đi sự nghiêm túc để cho họ có một cái sự thoải mái và dễ vui. Thành ra đó, cái quyết định của chư tăng lúc bấy giờ đó, có nghe qua thì có vẻ như là quá bảo thủ, nhưng mà chính cái quyết định đó, đó khiến cho Phật giáo và đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì vẫn còn giữ được những cái hình thức như ban đầu, y áo y bát như thời xưa, thời xanh như xưa như thế nào thì nay vẫn như vậy, giới bộ ngày xưa như thế nào vẫn như vậy, và những cái tăng sự của tỳ kheo ngày xưa như thế nào đó thì bây giờ vẫn y như vậy. Ngay cả những cái bài đọc mà khi mà những cái bài mà tác bạch hay là những cái nghi thức hành tăng sự, nghi thức dân lễ ca thi na, nghi thức mà để cho xuất gia đó, thì ngày xưa như thế nào và bây giờ cũng như vậy. Và đặc biệt đó là dù ở cái quốc độ nào đi nữa thì vẫn như vậy. Các nước mà theo hệ thống Nam truyền, tức là theo mà Theravada, tức là trưởng lão bồ, hay mình còn hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì vẫn tuân thủ theo cái thái độ này của ngài Maha Kassapa. Cho nên cho tới bây giờ đó thì vẫn dùng luật Patimokkha, thì vẫn đọc bằng tiếng Pali, rồi vẫn các phương pháp hành tăng sự vẫn giống nhau. Thì đây là một cái điểm rất là lợi, rất là thứ nhất á, là một vị sư mà người dù đi tới cái xứ sở nào, có thể do hoàn cảnh chẳng hạn như họ phải đi tị nạn chính trị, hay là họ vì những cái lý do nào đó mà họ phải lưu lạc ở những cái xứ người đó, thì họ vẫn có thể hòa nhập với tăng chúng ở những cái địa phương khác. Cho nên một vị sư mà người chẳng hạn như người Việt của mình mà đi qua Sri Lanka thì vẫn có thể tụng kinh tụng chung, vậy là tụng Bồ Tát chung với các vị sư Sri Lanka một cách rất là dễ dàng. Qua Miến Điện vẫn có thể tụng được, qua bên Thái Lan vẫn được, qua Malaysia vẫn được, bởi vì chư tăng dù ở đâu đó thì vẫn giữ Patimokkha theo cái tạng luật mà của kinh điển Pali đã được lưu truyền từ thời Đức Phật cho tới giờ. Thì mình thấy rằng cái thái độ của Đức, của ngài Maha Kassapa và của chư thánh tăng thời bấy giờ rất là đúng đắn, và nhờ vậy cho nên vẫn còn giữ được phần, mặc dù không có được hoàn toàn nhưng mà ít nhất là vẫn giữ được tất cả những gì giới luật, hình thức sinh hoạt và kinh điển, ngay cả trong ngôn ngữ gốc từ cho tới bấy giờ, cho tới thời bấy giờ. Còn về những cái giới luật mà mình cho rằng là không có thích hợp và mình không có thể giữ được thì làm sao? Ở đây đó có một cái vấn đề rất là tệ nhị. Ví dụ như trong giới luật của Đức Phật có những điều mà bản thân có những cái điều đó là không thích hợp với địa phương này, nhưng mà vẫn còn thích hợp với địa phương khác. Không thích hợp với cá nhân này nhưng mà vẫn thích hợp với cá nhân khác. Cho nên ngoài trừ bốn cái điều quan trọng nhất
tức là giới bốn điều bất cộng trụ thì không ai có thể phạm, bởi vì bốn điều bất cộng trụ đó mà nếu như một vị tỳ kheo mà phạm vào đó thì từ khắc người đó sẽ không còn là một vị tỳ kheo nữa. Bất cộng trụ tức là không thể sống chung với các vị tỳ kheo, và ngay khi mà cho cái người mà phạm cái giới đó đó sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn và không thể vào trở lại. Thì bốn điều đó đó là bốn điều giới nặng nhất. Thì ngoài trừ những cái điều đó đó thì không ai có thể thay đổi, không ai có thể du di. Nhưng mà những cái điều khác như là giả sử như là có những cái giới mà nhỏ mà nếu như bản thân của một người nào đó không có thể giữ được thì họ phải biết rằng do cá nhân mình trong cái thời điểm này mình không thể giữ giới được, và mình tự biết rằng mình tự nhắc nhở rằng là mình hiện giờ mình không giữ được điều này do hoàn cảnh sức khỏe hay là do hoàn cảnh địa lý hay là do hoàn cảnh khí hậu, thì bản thân mình không giữ được thì mình vẫn phải sám hối trong những cái ngày Bồ Tát sám hối và tự phát lộ rằng và có những giới mình không có giữ được. Nhưng mà không có nghĩa rằng đó mình không giữ được thì mình nêu lên rằng nên bỏ cái giới này đi. Ví dụ như có những cái giới là không có được, không có dùng cơm sau giờ ngọ, không có dùng cơm sau giờ ngọ, không có ăn xả giờ. Thì nếu như có những người họ bị bệnh và bác sĩ khuyên rằng đó là phải uống thuốc, và nếu như uống thuốc buổi tối mà không có thức ăn đó thì sẽ bị đau bao tử, sẽ bị hại tới sức khỏe, thì bản thân người đó vẫn có thể là ăn cháo, vẫn có thể là ăn một cái gì đó dằn bụng để có thể uống thuốc. Thì bản thân người đó đó biết rằng là mình không có thể giữ giới được, nhưng mà có những lúc bệnh và có những cái khoảng thời gian ngắn thì người bản thân người đó thôi, hoặc là do làm việc nặng, trong cái thời gian làm việc nặng như vậy trong khí hậu lạnh chẳng hạn mà không ăn uống đầy đủ một thời gian dài thì bệnh, thì người đó có thể tự mình là xin thả bớt kỵ, tức là xin có thể phạm vào cái giới đó trong một khoảng thời gian để có cái lý do sức khỏe, và sau khi mà cái sức khỏe ổn định rồi đó thì sẽ giữ cái giới đó thanh tịnh trở lại. Thành ra đó, ở đây cái vấn đề là tế nhị của mỗi cá nhân tự biết rằng cái giới này có những giới người ta giữ được mà bản thân mình đó có khi mình cố gắng nhưng mà mình chưa có đủ cái khả năng hay là cái nghị lực hay là cái sức khỏe hay là sự kiên trì để mình có thể giữ hết tất cả giới của vị tỳ kheo. Thì có những giới đó có khi mình cũng phạm, thì một vị tỳ kheo mà phạm giới nhỏ đó thì có thể tùy theo cái giới đó nặng hay nhẹ, hay là cái cách trong bộ luật đó thì có quy định rất là rõ ràng, với cái giới này thì đối trì, với cái giới này thì phải sám hối, với cái giới này thì phải xả bỏ, ứng xả theo cái cách. Mỗi cái cách mà phạm giới như vậy thì sẽ có cái cách để mà đối trì, để mà sửa cái lỗi đó như thế nào cho nó thích hợp. Thành ra đó là mỗi vị tỳ kheo tự biết mình phạm giới gì và sửa đổi như thế nào, chứ không phải vì cái lý do mà bản thân mình giữ không được rồi mình tiến bộ rằng cái giới này không có thích hợp nữa và nên bỏ đi. Hồi nãy giờ thì có nói tới cái Balayi, tức là Parachika. Parachika của tiếng Pali thì tiếng Hán người ta phiên âm là Balayi, tức là bốn giới đầu tiên, gọi là giới bất cộng trụ hay là giới trục xuất của một vị tỳ kheo. Tức là thứ nhất là giới hành dâm, thứ hai đó là trộm cắp, thứ ba là giết người, và thứ tư là khoe pháp thường của thường nhân mà những cái pháp đó mình không có chứng được. Thì bốn điều đó là bốn điều quan trọng nhất mà chỉ cần một người mà tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà phạm phải một trong bốn cái giới đó đó thì sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Và khi mà ra khỏi tăng đoàn rồi đó mà muốn đi tu trở lại đó thì vị này chỉ được xuất gia thọ sa di thôi, không được thọ tỳ kheo. Thì trong kinh ví dụ giống như là một cái cây ta la, cái cây đó mà đã chặt ngang ngọn rồi đó thì không bao giờ nó mọc lên trở lại nữa. Cũng như vậy, một vị tỳ kheo đã phạm vào giới Parachika, tức là Balayi hay là giới trục xuất rồi đó, thì vị đó sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn và không được sống chung với chư tăng và cũng không thể xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo trở lại. Và nếu chỉ có xuất gia lại thì cũng chỉ là một vị sa di, không có sa di, tức là chỉ giữ của 10 giới mà thôi. Thì ở đây đó, bài học hôm nay nói về thái độ và quyết tâm của ngài Mahakasapa. Thái độ của ngài thì rõ ràng bản thân của ngài tu tập rất là nghiêm túc,
có ngày xưa đó thì có một thời khi mà ngài Đức Phật thấy ngài Mahakasapa đã già yếu già rồi, tuổi cao rồi mà ngài vẫn hành thọ đâu đà, tức là cái đời sống khắc khổ hơn đời sống của một người bình thường nữa, thì Đức Phật khuyên là thôi bây giờ ông cũng đã già rồi thì ông cũng nên du di bớt, giảm bớt đi. Thì ngài Mahakasapa ngài thưa với Đức Phật rằng là con cũng có cái nguyện thọ đâu đà, sống cái đời sống khắc khổ như vậy là để làm cái gương cho hậu thế. Bởi vì đó, với các vị A La Hán thì ngay cả khi mà quý ngài mặc y đẹp, quý ngài mà thọ vật thực thường vị đi nữa thì tâm của quý ngài vẫn không có cái sự dính mắc, không có sự tham đắm. Vì vậy cho nên quý ngài có thể ăn ngon, có thể mặc đẹp, nhưng nếu như mà những cái người mà họ mới vào tu đó mà họ thấy quý ngài vẫn ăn ngon mặc đẹp được thì họ nghĩ rằng họ vẫn ăn ngon mặc đẹp được, mặc dù giữa hai người sẽ rất là khác nhau. Một người á, một bên thì mặc dù ăn ngon mặc đẹp nhưng họ không tham đắm, đối với họ thì mặc xấu cũng vậy mà ăn dở cũng vậy, nhưng mà với những cái người mà mới vào tu thì hoàn toàn khác. Và chính vì ngài muốn làm một cái tấm gương là mặc dù ngài đã chứng đắc A La Hán rồi, ngài đã một vị trưởng lão có thể sống cái đời sống dễ dàng hơn, nhưng ngài vẫn sống khắc khổ để cho những cái người trẻ vào họ thấy rằng một vị trưởng lão mà vẫn còn sống khắc khổ, vẫn còn sống nghiêm túc như vậy thì làm sao mình có thể sống dễ dỗi được. Thì rồi bản thân ngài thì ngài tu tập nghiêm khắc như vậy, và với tăng chúng đó ngài có một cái sự lo lắng là nếu như ngài không có quyết định rằng giữ nguyên giới luật của thời Đức Phật mà để cho các vị tỳ kheo từ mình có cái quyền thêm bớt giá giảm cái giới luật của Đức Phật đó, thì không chừng một ngày nào đó cái giới luật của Đức Phật cũng sẽ bị mai một. Và từng tuyên bố rằng giới luật chính là tuổi thọ của giáo pháp, giới luật con thì giáo pháp con, giới luật mất thì giáo pháp mất. Cho nên là ngài chủ trương rằng là giới luật phải được giữ như thời Đức Phật. Chính cái thái độ khôn ngoan và kiên quyết đó của ngài Mahakasapa mà cho tới bây giờ đó thì những cái giới luật của bậc và vị tỳ kheo đó thì vẫn còn được giữ nguyên như cũ. Có một số trường thiền chẳng hạn như là ở bên Thái Lan, trường thiền của ngài Ajahn Chah ở trong rừng đó, thì người ta các vị sư đó vẫn giữ được tất cả những cái giới luật mà thời Đức Phật. Họ không nhận vàng, không nhận bạc, không giữ tiền, không ăn chiều, thì tất cả những cái giới gì mà mình cảm thấy rằng là có khi những người mà sống ở trong thành phố thấy rất là khó khăn, nhưng mà những vị sống ở trong rừng thì họ vẫn giữ được. Cho nên không thể không phải nói rằng là bởi vì cái thời đại bây giờ thì giữ luật không thể giữ, mà quan trọng là mình tạo ra một cái môi trường sống, một cái môi trường sống làm sao để cho giữ luật có thể được duy trì một cách tốt đẹp, không có bị ảnh hưởng tác động bởi cái đời sống hiện đại quá, khiến cho người ta càng ngày càng dễ vui, càng phóng túng mà quên đi những cái điều mà Đức Phật ngài đã chế định. Mà Đức Phật ngài chế định cái giới luật á, là để cho đời sống của chư tăng được tốt đẹp, để cho những cái người cư sĩ, để cho quần chúng người ta không có phê phán, và để cho cái đời, để cho giáo pháp được được tồn tại lâu dài. Cái điều mà nội dung của bài học hôm nay nói lên cái vai trò quan trọng của ngài Mahakasapa, trong khi là với cái quyết định của ngài là luôn luôn tôn trọng những cái giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Và từ đó cho đến bây giờ thì bao nhiêu thế hệ chư tăng đã đi qua, và mỗi thế hệ đều góp phần vào trong cái việc duy trì giới luật. Và hy vọng rằng trong những cái thế kỷ sắp tới nữa đó thì nhiều thế hệ chư tăng vẫn tiếp tục duy trì cho tới khi nào mà không có con giữ được nữa, thì cũng sẽ có những cái lúc nào đó mà người tu người ta không còn tu được nữa, và có khi không còn người tu, hay là có khi giới luật người ta không giữ được nữa do những cái điều kiện bên trong và bên ngoài. Thì nhưng mà trong một cái mức độ mà còn khả dĩ đó, thì hầu như một cái vị nào mà đã xuất gia cũng đều có một cái ý nguyện rằng mong mình là một người giữ tròn giới luật và góp phần giữ cho cái màng mạch của Phật giáo được tồn tại lâu dài. Con xin được dừng lại về thời pháp hôm nay ở đây. Phần còn lại thì con xin được thỉnh chữ Tôn Đức thảo luận để làm rõ thêm ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.